Mến chào cô, chú, anh chị em và các bạn. Bữa nay Diệu Huệ chia sẻ món nấm bào ngư xào sả gừng ăn với cơm rất là ngon. Sau đây Diệu Huệ chia sẻ công thức xào. 250g nấm bào ngư, mấy cây sả, một củ gừng, một ít hành ba rô. Gia vị nêm thì nhà mình có gì nêm nấy. Trước tiên là mình đi rửa cái nấm bào ngư này, mình ngâm nước muối, mình rửa sả gừng xong rồi đập dập ra như thế này ha. Sả mình cũng đập dập và cắt nhỏ ra ha. Rồi sả gừng mình cũng đã cắt và đập dập ra như thế này thôi ha các bạn. Hành ba rô. Rồi nấm này cộng nào to quá thì mình xé ra. Rồi Diệu Huệ đã sơ chế xong nguyên liệu rồi, giờ mình bắt chảo lên nóng, mình cho vô đây một xíu dầu. Các bạn ăn dầu theo sở thích gia đình ha. Diệu Huệ thì cho chừng một muỗng canh thôi. Dầu nóng rồi mình cho ba rô vô. Ba rô thơm rồi mình cho cái phần sả với gừng vô mình xào. Sả gừng thơm rồi mình vặn nhỏ lửa lại. Các bạn nêm nếm theo khẩu vị gia đình ha. Một chút muối, một chút bột nêm. Các bạn ăn bột ngọt thì nêm bột ngọt, Diệu Huệ không ăn bột ngọt nên nêm nhiêu đó thôi, chút nữa mình nêm đường sau ha. Rồi mình cho cái phần nấm vô đây. Món này mình xào rất là đơn giản mà ăn thì rất là ngon và hao cơm đó. Rồi bây giờ thì mình nêm vô xíu đường. Các bạn không cần nêm đường cũng được ha, vì nấm này nó rất là ngọt. Nhưng mà mình nêm một chút xíu đường cho nó điều vị thì rất là ngon. Các bạn nêm thêm một chút nước tương hoặc là một chút nước mắm tùy theo gia vị, nhà mình có gì nêm nấy ha, vì món này nó rất là đơn giản. Một chút xíu dầu hào chay. Món này có dầu hào thì rất là thơm. Còn các bạn không có dầu hào thì mình khỏi nêm cũng được. Rất là thơm luôn rồi nè cô chú anh chị em và các bạn. Diệu Huệ đứng kế bên mà nghe mùi thơm chảy nước miếng luôn. Rồi giờ mình cho vô mấy cái đầu hành ba rô để tăng thêm cái vị hấp dẫn. Rồi đã được rồi, mình tắt bếp. Rồi Diệu Huệ trút ra dĩa. Cô chú anh chị em và các bạn thấy Diệu Huệ chia sẻ các món ăn chay ngon thì tặng like, bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo các video mới tiếp theo. Đón xem nhiều món ăn chay ngon hơn nữa. Rồi bạn nào ăn ớt thì cho lên đây vài lát ớt. Rồi món nấm bào ngư xào sả gừng của Diệu Huệ cũng đã hoàn hảo rồi. Diệu Huệ chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng xào món nấm này ăn ngon miệng. Video hôm nay Diệu Huệ xin được dứt ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ nhiều món ăn chay ngon hơn nữa.